trao đổi với một cái người nào đó mà nội dung trao đổi đó có liên quan đến cái việc đó là họ nêu ra một cái luận điệu, đó là cuộc chiến tranh Việt Nam là một chiến tranh của ý thức hệ. Hôm nay mình muốn trao đổi một số việc có liên quan tới vấn đề này. Thì trước hết mình có thể nói với các bạn đó là chiến tranh Việt Nam không phải chỉ xảy ra ở cái giai đoạn trong mấy mươi năm nay, nghĩa là trong trăm năm nay chiến tranh không phải trong cái giai đoạn đó, mà là hàng ngàn năm chúng ta đô hộ bởi giặc Tàu ở phương Bắc, và chúng ta có cả hàng trăm năm thực dân Pháp đô hộ, và chúng ta chỉ mới hòa bình, chỉ mới độc lập trong mấy mươi năm nay. Và cái điều mà chúng ta nói này là trong cái quá trình xảy ra tất cả các cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì cái điều mong muốn của tất cả người dân ở trong từng thời kỳ, từng chế độ khác nhau của Việt Nam, trải từ phong kiến cho đến hôm nay, đều là sự xung đột giữa các ý thức hệ. Mà cái điều đó đã xảy ra ở cái kết điểm cuối cùng, đó chính là sự thay đổi các triều đại. Triều đại nào ở lúc hưng và đến khi nó suy thì một triều đại khác thay thế tiếp tục, và nó đều phục vụ cho cái mục đích, cái nhu cầu cuối cùng, đó chính là cái người dân sống trong cái thể chế chính trị đó. Vì vậy cho nên cái mà chúng ta đang muốn nói tới ở đây đó chính là cái thể chế chính trị nào, ý thức hệ nào nó phục vụ cho người dân, thì đó chính là cái điều mà cái xã hội này mong muốn và là của người dân. Các bạn có thể nói sự đấu tranh trong cuộc chiến Việt Nam, các bạn đang hướng tới vấn đề đó là cuộc chiến tranh kể từ những năm mà Mỹ bắt đầu xâm lược Việt Nam, thì các bạn muốn nói tới vấn đề Việt Nam Cộng Hòa, vấn đề bạn đang nói tới vấn đề cộng sản. Cho nên tôi muốn nói với các bạn ở đây, các ý thức hệ, các hệ tư tưởng khác nhau nó xuất hiện và nó đang xen nhau, nó đấu tranh với nhau liên tục. Các bạn có thể thấy là chúng ta đã trải qua hình thái của xã hội tư bản vào tất cả các cái thời kỳ, chúng ta đều trải qua các hình thái của xã hội tư bản, như là thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, hay ở miền Bắc thì chúng ta có cái ý thức hệ của những người cộng sản. Và do đó cho nên là khi mà miền Bắc cũng như là người dân miền Nam đứng dậy để mà làm cách mạng giải phóng cho chính bản thân họ, nghĩa là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đứng dậy giải phóng và lật đổ cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chế độ chính trị do Mỹ lập ra để phục vụ cho cái việc chống cộng, thì rõ ràng cái bạn kia nói ra đó là cuộc chiến Việt Nam là một cuộc chiến của ý thức hệ, thì phần nào đó nó đúng. Bởi vì rõ ràng một điều rằng chúng ta phải chứng minh được cái ý thức hệ của mình nó phục vụ cho người dân thì nó sẽ tồn tại. Và rõ ràng một điều rằng là ý thức hệ của những người được gọi là Việt Nam Cộng Hòa nó không phục vụ cho người dân, mà nó làm đau thương cho miền Nam này nhiều hơn. Như vậy cho nên chính người dân miền Nam thông qua Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, và cũng được sự giúp đỡ của Quân đội Nhân dân Việt Nam bao gồm Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa, đã giải phóng và thống nhất đất nước. Các bạn có thể thấy được ở cái đất nước Triều Tiên và Hàn Quốc hiện tại, bao nhiêu năm nay họ vẫn chiến tranh, họ vẫn chia cắt, dù rằng họ rất mong muốn được hòa hợp, rất mong muốn được thống nhất đất nước, nhưng sự mong muốn đó đều không thể thực hiện được bởi vì sự đan xen giữa các ý thức hệ khác nhau. Ở Triều Tiên thì người ta muốn theo chế độ cộng sản, ở Hàn Quốc thì họ lại mong muốn ở chế độ tư bản, không thể hòa hợp được vì các ý thức hệ nó đan xen với nhau và nó đấu tranh với nhau. Do vậy cho nên chúng ta thấy rõ một điều, đất nước chúng ta trải qua chiến tranh không phải chỉ mới hàng trăm năm nay, mà chúng ta có cả ngàn năm để chúng ta tìm cho được con đường tốt nhất cho dân tộc chúng ta. Và những người cộng sản đã đem cái ý thức hệ của mình, bao gồm trên cơ sở khoa học, lượng định và đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý lãnh đạo của mình,
qua bao nhiệm kỳ thì đánh giá bằng báo cáo này, hỏi báo cáo là thời gian qua chúng ta làm được gì và những khuyết điểm của chúng ta là gì, những ưu điểm của chúng ta là gì, và đề ra các phương hướng để khắc phục những cái hậu quả, hay là đã bày ra những cái phương pháp để khắc phục những cái yếu kém trong quá trình lãnh đạo của nhiệm kỳ trước. Điều này đã làm cho cái ý thức hệ ngày càng được hoàn thiện hơn, ý thức hệ cộng sản ngày càng hoàn thiện hơn, việc lãnh đạo đất nước ngày càng tốt hơn. Các bạn có thể thấy ở Việt Nam chúng ta cứ bị người khác ra rả nói rằng là không có tự do tôn giáo. Cái điều mà tất cả những cái người chống cộng luôn nói rằng người cộng sản là vô thần, cho nên là nó ở Việt Nam không có tự do tôn giáo. Thế thì chúng tôi dòm qua tính lại, tôi và các bạn có thể xem mấy việc. Các bạn có thể đồng ý với tôi việc này hay không? Đó là mỗi một người sống trong một quốc gia đều phải tuân thủ theo luật pháp của quốc gia mình. Các bạn đồng ý không? Mỗi người sống trong quốc gia của mình phải tuân thủ theo luật pháp của quốc gia mình. Các bạn có thể thấy Vatican nằm giữa lòng nước Ý. Nếu Vatican phái các linh mục sang Ý tuyên truyền chống đối nhà nước Ý, thì các bạn có thể liệu nhà nước Ý có cho phép điều đó hay không? Hay là luật lệ của quốc gia của bạn là A, nhưng mà quan điểm của giáo hội là B, thế thì quan điểm quản lý xã hội của giáo hội là B, giáo hội muốn lấy quan điểm đó để áp chế vào cái quan điểm A của đất nước chúng ta, vậy thì liệu đất nước đó có cho phép cái quan điểm đó tồn tại hay không? Sống trong một quốc gia mà không tuân thủ theo luật pháp quốc gia thì dĩ nhiên bị luật pháp của quốc gia đó trấn áp. Đất nước có nghĩa là nếu không có việc thống nhất đất nước giữa hai miền Nam Bắc chúng ta thì giờ này miền Nam và miền Bắc chúng ta vẫn đang là kẻ thù với nhau, chứ chúng ta không thể là một quốc gia như thế này được. Chúng ta không thể độc lập, một quốc gia được thống nhất, được độc lập như thế này được. Chúng ta sẽ giống như Hàn Quốc và Triều Tiên, hai miền chửi rủa nhau liên tục. Chúng ta hiện tại đang ở trong một xã hội được một đất nước, một đất nước một, một tiếng nói một, chứ không phải là một cái xã hội mà ở miền Bắc là một nước, miền Nam là một nước, cùng nói tiếng Việt với nhau mà chửi bới lẫn nhau. Không, các bạn thấy đấy, ngày xưa chúng ta với Trung Quốc, sau năm 79 chúng ta với Trung Quốc đánh nhau, Trung Quốc thua to, nó chạy, thế là nó về nó giác lo, nó chửi bằng tiếng Việt. Chúng ta bên đây cũng phát lo chửi nó bằng tiếng Tàu. Thế chúng ta như thế, đó là chúng ta thể hiện tinh thần dân tộc của mình. Thế bây giờ nếu mà chúng ta tiếng Việt với tiếng Việt với nhau, chúng ta chửi nhau, vậy còn ra gì nữa? Một sự chia rẽ. Mà đất nước chúng ta từ mấy ngàn năm dựng nước và dựng nước tới nay, chúng ta đã trải qua rất nhiều hình thái xã hội với các triều đại phong kiến, với các thể chế chính trị chúng ta đã trải qua hết rồi, thì chúng ta được thấy rất rõ ràng sự đoàn kết làm cho dân tộc chúng ta mạnh mẽ hơn. Chính sự đoàn kết chúng ta đã đánh bại quân Nguyên Mông, chúng ta đã đánh bại các cái đội quân mạnh nhất thế giới. Nếu không có sự đoàn kết, chúng ta đã mất nước rồi. Các bạn nên nhớ, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là ai? Là chính những người miền Nam chúng ta tổ chức lấy. Sau năm 1954, ai tập kết ra Bắc? Tập kết ra Bắc làm gì? Người miền Nam chúng ta tập kết ra Bắc để chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn hơn. Rõ ràng chúng ta đang có một cái lợi thế rất lớn, đó là sự đoàn kết dân tộc để đưa đến thắng lợi cuối cùng, đó là đánh Pháp, Pháp phải hàng, đánh Mỹ, Mỹ phải chạy, và bè lũ tay sai phải xếp càng. Đó là cái điều mà chúng ta mong muốn. Chúng ta đã dạy cho cái bọn người có sự sai lầm cầm súng bắn vào đồng bào của mình, làm lính đánh thuê cho Pháp, cho Mỹ, biết được thế nào là quốc thể, là vinh nhục, đó là thế nào là lòng tự hào dân tộc của một quốc gia độc lập. Chúng ta đã dạy cho những cái kẻ đánh thuê cho Mỹ, đó là những người Việt sai lầm trong quá khứ, chúng ta đã dạy cho họ biết thế nào là lòng yêu nước. Đấy. Vì vậy cho nên cái việc mà chúng ta cùng nhau ngồi với nhau ở trên mạng xã hội này là để chúng ta nói với nhau tất cả những cái điều, tất cả những cái điều tâm huyết, đó là tất chúng ta phản bác các luận điệu xuyên tạc, để chúng ta làm cho những người chưa hiểu về đất nước chúng ta, để cho tất cả các vùng miền, ở những người có những trình độ khác nhau, người ta không hiểu được các vấn đề của chính trị xã hội, người ta có thể hiểu được
mà người ta cùng với chúng ta xây dựng đất nước, thêm một cánh tay xây dựng đất nước ngày càng mạnh, thêm